Số 762, Phật thuyết quyết định nghĩa kinh, Hán dịch đời Tống, Đại sư Pháp Hiền. Tôi nghe như vậy, một thuở nọ Đức Phật cùng với 1.250 vị tỳ kheo ở tại tỉnh Xá Kỳ Viên thuộc nước Xá Vệ. Bây giờ Đức Phật bảo các tỳ kheo, Như Lai sẽ giảng cho các vị nghe về nghĩa chính yếu của quyết định sâu xa, trước giữa sau đều thiện, thuần nhất, không xen tạp, đầy đủ tướng thanh bạch phạm hạnh. Các vị hãy lắng nghe và suy xét kỹ. Các tỳ kheo bạch Phật, bạch hóa, quý hóa thầy, bạch Thế Tôn, những gì là pháp nghĩa quyết yếu quyết định, chúng con rất muốn nghe xin Phật giảng thuyết. Đức Phật bảo, này các tỳ kheo, nghĩa chính yếu quyết định là các pháp năm uẩn, năm thủ uẩn, 18 giới, 12 xứ, 12 duyên sinh, 4 thánh đế, 22 căn, 10 luật của Như Lai, 4 vô sở ý, 4 thiền, 4 định vô sắc, 4 hạnh vô lượng, 4 trí vô ngại, 4 tam ma địa tưởng, 4 niệm xứ, 4 chánh đoạn, 4 thần túc, 5 căn, 5 lực, 7 giác chi, 8 thánh đạo. Năm uẩn tức là sắc thọ, sắc uẩn, thọ uẩn, tưởng uẩn, hành uẩn và thức uẩn. Năm thủ uẩn tức là sắc thủ uẩn, thọ thủ uẩn, tưởng thủ uẩn, hành thủ uẩn, thức thủ uẩn. 18 giới: nhãn giới, sắc giới, nhãn thức giới, nhĩ giới, thanh giới, nhĩ thức giới, tỷ giới, hương giới, tỷ thức giới, thiệt giới, vị giới, thiệt thức giới, thân giới, xúc giới, thân thức giới, ý giới, pháp giới, ý thức giới. 12 xứ: bên trong có mắt, tai, mũi, lưỡi, thân ý, bên ngoài có sắc, thanh, hương, vị, xúc pháp. 10 duyên sinh: duyên minh, duyên hành, hành duyên thức, thức duyên danh sắc, danh sắc duyên, duyên lục nhập, lục nhập duyên xúc, xúc duyên thọ, thọ duyên ái, ái duyên thủ, thủ duyên hữu, hữu duyên sinh, sinh duyên lão tử bi khổ não. Đó là một khối khổ não lớn, do duyên này mà có pháp uẩn. Nếu không có duyên thì pháp uẩn diệt, tức là vô minh. Diệt thì hành diệt, hành diệt thì thức diệt, thức diệt thì danh sắc diệt, danh sắc diệt thì lục nhập diệt, lục nhập diệt thì xúc diệt, xúc diệt thì thọ diệt, thọ diệt thì ái diệt, ái diệt thì thủ diệt, thủ diệt thì hữu diệt, hữu diệt thì sinh diệt, sinh diệt thì lão tử ưu bi khổ não diệt. Đó là khổ uẩn lớn diệt. Các pháp này do vô minh làm duyên mới có như vậy, sinh do duyên gì mà diệt? Đó là do không rõ các pháp đời quá, đời trước, đời giữa, đời sau, không rõ các pháp trong, không rõ các pháp ngoài, không rõ các pháp trong ngoài, không rõ nghiệp thiện, không rõ nghiệp bất thiện, không rõ nghiệp thiện bất thiện, không rõ nhân, không rõ quả, không rõ nhân quả, không rõ các pháp đã sinh, không rõ các pháp chưa sinh, không rõ các pháp hiện tại, không rõ đối với Phật, không rõ đối với pháp, không rõ đối với tăng, không rõ các pháp khổ, không rõ các pháp tập, không rõ các pháp gì, không rõ các pháp đạo, không rõ các pháp thiện, không rõ các pháp bất thiện, không rõ các pháp tội, không rõ các pháp phước, không rõ các pháp khả hành, không rõ các pháp bất khả hành, không rõ các pháp cao thấp, hữu vi vô vi, không thể hiểu được, không thể phát trí vô tướng với các pháp trắng đen. Chính vì vô minh không hiểu biết nên có lỗi lầm rồi tạo chướng ngại nơi trí biết như thật, không chứng được niết bàn tịch tỉnh. Vô minh là pháp mà thể tánh mê mờ tâm tối, luôn gây chướng ngại, ví như người mù luôn đi trong đường tối, nhiễm các bụi trần, tổn diệt trí tuệ, không ra khỏi pháp chướng ngại. Vô minh làm chướng ngại minh, do minh làm là khổ đau, độc hại, trói buộc. Gốc rễ của độc cây độc phiền não căn bản, gốc của tùy phiền não, chỗ điên đảo, nhà tối tâm ngu si. Duyên do minh có hành, hành có ba thân ngữ ý, thân hành hơi thở ra vào, nương nơi thân, lệ thuộc thân, từ thân mà có hơi thở ra vào. Ngữ hành, luận nạn, phân biệt, tức là phân biệt ngôn ngữ, vấn nạn. Ý hành, các pháp tâm sở như tham sân si, nương nơi tâm, lệ thuộc tâm. Lại có ba hành, phước tội bất động. Duyên hành có thức, thức có sáu mắt tai mũi lưỡi thân ý. Thức, duyên thức có danh sắc, danh sắc thất sắc thọ tưởng hành thức uẩn. Sắc năm trần bên trong đều do bốn đại tạo thành. Bốn đại là đất nước gió lửa, thể của đất là cứng nặng, tính của nước lưu nhận nhuận, ấm nóng là lửa, chuyển động là gió. Do bốn đại tạo thành năm trần là sắc uẩn, nhưng trong pháp uẩn này có bốn uẩn là danh, một uẩn là sắc, năm uẩn đó là danh sắc. Duyên danh sắc có sáu xứ, sáu xứ, sáu xứ bên trong như là mắt tai mũi lưỡi thân ý. Duyên sáu xứ có xúc, xúc có sáu mắt tai mũi lưỡi thân ý. Duyên xúc có thọ, thọ có ba khổ lạc xả. Mắt ý xúc duyên nơi này, thọ này, nơi ba thọ này. Duyên thọ có ái, ái có sáu: mắt xem sắc, tai nghe tiếng, mũi ngửi hương, lưỡi nếm vị, thân xúc chạm, ý phân biệt.
do thêm sáu phép nên gọi là ái. Duyên ái có thủ, thủ có bốn: dục, kiến, giới, cấm, ngã, ngữ. Do ái tăng trưởng nên có thủ. Duyên thủ có hữu, hữu có ba: dục, sắc, vô sắc. Dục hữu gồm có 10 cõi ác và cõi trời người. 10 cõi ác là 8 địa ngục, 1 đẳng hoạt, 2 hắc thần, 3 trung hoạt, 4 hiền khiếu, 5 đại hiền khiếu, 6 viêm nhiệt, 7 cực viên nhiệt, 8 vô gián, 9 súc sinh, 10 ngạ quỷ. Cõi người gồm 4 chân lớn, 4 châu lớn, 1 nam điệp, nam thiền bộ châu, 2 đông tháng thần châu, 3 tây ngư hóa châu và 4 là bắc câu lô châu. Nam thiền bộ châu rộng 7.000 do tuần, hình tướng về phía bắc rộng, phía nam hẹp giống như chiếc xe. Đông tháng thần châu rộng 8.000 do tuần, hình tướng như nửa mặt trăng. Tây ngưu hóa châu rộng 9.000 do tuần, hình tướng như mặt trăng tròn. Bắc cô lô châu rộng 10.000 do tuần, hình tướng bốn phương vuông vức như ao. Cõi trời người có 6 tầng thuộc cõi dục: tứ thiên vương, đau lợi, dạ ma, đau xúc, hóa lạc, tha hóa. Sắc giới có 18 cõi trời: phạm chúng, phạm phụ, đại phạm, quang, vô lượng quang, quang âm, tịnh, vô lượng tịnh, biến tịnh, vô vân, phước sinh, quảng quả, vô tưởng, vô phiền, vô nhiệt, thiện hiện, thiện kiến, sắc cứu cánh. Cõi vô sắc có 4 tầng trời: không vô biên xứ, tức vô biên xứ, vô sở hữu xứ, phi tưởng, phi phi tưởng xứ. Duyên hữu có sinh, tức là các hữu tình bỏ thân này rồi theo quả báo của mình lại sinh vào cõi khác, tương ứng lại xuất hiện. Duyên sinh có già chết, già thân của hữu tình bị suy giảm, tâm thức mê loạn quên nhiều, tóc bạc mặt nhăn, thân lực yếu, đi đứng phải nhờ gậy, hơi thở khò khè, lực yếu do các căn hư hoại. Chết, các hữu tình tạo nghiệp theo tuổi thọ chấm dứt, thức bỏ thọ, mạng căn mất, các uẩn tan rã. Già là tướng không định, là nói trạng thái gần kề chết. Hai pháp này là một, nên nói chung là lão tử. Bố thánh đế là gì? Đó là khổ tập diệt đạo. Khổ đế sinh khổ, già khổ, bệnh khổ, chết khổ, yêu thương sao liền khổ, oán thù gặp gỡ khổ, còn mong không tỏa ý khổ, năm uống chống trái khổ. Tập đế là tam ái, do tam ái nên đắm vướng, do đắm vướng nên theo tạo nghiệp nên có sinh, tập là nhân. Diệt đế là đoạn trừ tham ái và các phiền não, chứng lý tịch diệt. Đạo đế là 8 chánh đạo: chánh kiến, chánh tư duy, chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng, chánh tinh tấn, chánh niệm, chánh định. Dùng thánh trí quán sát bốn đế này nên gọi là bốn thánh đế. 22 căn: mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, nam nữ, mạng, ý, lạc thọ, khổ thọ, hỷ thọ, ưu thọ, xả thọ, tính tấn, niệm, định, tuệ, vị tri, đương tri, dĩ tri, cụ tri căn. 10 lực: một xứ, phi xứ, trí lực, tức là trí lực của Như Lai biết như thật về pháp xứ, phi xứ của hữu tình. Hai là nghiệp báo trí lực, tức là Như Lai dùng trí lực biết rõ nhân duyên quả báo nơi hành nghiệp thọ sinh của chúng sinh trong ba đời quá khứ, hiện tại, vị lai. Ba, định lực: Phật dùng trí lực biết như thật về thiền định giải thoát, tam ma địa, tam ma bát đế, pháp chấm dứt lậu hoặc. Bốn, căn thắng liệt trí lực, tức phần dục: Phật dùng trí lực biết như thật về căn tánh mạnh yếu của chúng sinh. Năm, tính giải trí lực, tức phần dục: Trí lực biết như thật về sự tinh hiểu của chúng sinh. 6. Giới thú trí lực, Phật dùng trí lực biết về cảnh giới sai khác của chúng sinh. 7. Lạc dục trí lực, Phật dùng trí lực biết như thật về sự ham muốn của chúng sinh. 8. Túc mạng trí lực, Phật dùng trí lực biết rõ việc làm của chúng sinh trong một đời, 10 đời, trăm ngàn, vô số, trăm ngàn vạn đời, vô số kiếp thành hoại, chúng sinh chết ở chỗ này, sinh ở chỗ khác, chết ở chỗ kia, sinh ở chỗ này, dòng họ, tên tuổi, ăn uống, khổ vui, tuổi thọ nhiều ít, các tướng như vậy, nhân duyên như vậy. Chính thiên nhãn trí lực, Phật dùng thiên nhãn quan sát thấy rõ chúng sinh sang hèn, cao thấp, đẹp xấu, sống chết, sinh đường lành, đọa cõi ác, tạo nghiệp bất thiện về thân như tà hạnh, về khẩu như hủy bán thiền thánh, về ý như tà kiến. Do đó sau khi chết bị đọa vào đường ác, chúng sinh tạo nghiệp thiện về thân không tà hạnh, về khẩu không hủy bán thiền thánh, về ý thì chánh kiến. Do đó sau khi chết sinh vào cõi như trời người. 10. Lậu tận trí lực, Phật dùng trí lực biết rõ chúng sinh đã hết lậu hoặc, dùng thông lực của mình chứng vô lậu giải thoát, trí tuệ giải thoát, biết đời sống đã hết, phẩm hạnh đã thành, những việc cần làm đã làm, không còn thọ sinh nữa. Do 10 lực này, Như Lai ứng cúng chánh đẳng giác, gầm lên tiếng gầm lớn của sư tử trong đại chúng chư bánh xe pháp. 4. Vô sở ý, một đức Phật Như Lai ứng cúng chánh đẳng giác ở trong đại chúng, ta nói ta dùng trí lực của mình đi trên con đường như thật nên thành chánh giác.
Gầm, tiếng gầm của sư tử. Chỉ bánh xe pháp không có sa môn bà la môn trời người ma phạm nào sánh bằng. Đó là nhất thiết trí vô ý của Như Lai. 2. Như Lai đã đạt an lạc tịch tỉnh, nơi vô lượng thù thắng đầy đủ công đức chấm dứt lậu hoặc. Thế các tập khí, đó là lậu tận vô ý của Như Lai. 3. Như Lai chỉ rõ con đường khổ, nói về việc lìa phiền não, chấm dứt các khổ cho thanh văn, đó là xuất khổ đạo vô ý của Như Lai. 4. Như Lai lại giảng về pháp chướng ngại đạo hiện có, để các thanh văn ra khỏi, đó là chướng đạo vô ý của Như Lai. 4. Thiền định, một ly sinh hỷ lạc, lìa các dục và pháp nhiễm, đoạn trừ tưởng nghi hoặc phân biệt. 2. Định sinh hỷ lạc, chấm dứt hết các pháp bên ngoài, bên trong lại tịch định tĩnh, thâu tóm các pháp trong ngoài thành một. 3. Ly hỷ diệu lạc, bỏ hỷ lạc, tưởng niệm tư duy, thân vui vẻ nhưng không thọ. 4. Xả niệm thanh tịnh, bỏ pháp khổ vui, không tưởng về ưu hỷ, các pháp được thanh tịnh. 4. Định cõi sắc, một không vô biên xứ định, người tu định này chén sắc tướng nơi cõi dưới, thức vô sắc cõi trên, do không có sắc nên chỉ có hư không, đại quán hư không, không có biên vật. 2. Thức vô biên xứ định, bỏ đối tượng được duyên hư không vô biên xứ, là nghĩ đến thức là chủ thể duyên cũng vô biên. 3. Vô sở hữu xứ định, bỏ thức là chủ thể duyên, là nghĩ đến chủ thể duyên đối tượng được duyên đều không. 4. Phi tưởng phi phi tưởng xứ định, bỏ vô sở hữu là nghĩ không có tưởng khổ thô tế. 4. Hành vô lượng từ ti hỷ xả. 1. Từ vô lượng, tỳ kheo đủ tâm từ đối với chúng sinh, không có phân oán thân, bình đẳng an vui, luôn thực hành tâm từ vô lượng, cho nên gọi là hành từ vô lượng. 2. Bi vô lượng, tỳ kheo đủ tâm bi đối với chúng sinh, không phân oán thân, bình đẳng cứu khổ, luôn thực hành tâm bi vô lượng, cho nên gọi là hành bi vô lượng. 3. Hỷ vô lượng, tỳ kheo đủ tâm đại hỷ đối với chúng sinh, không phân oán thân, bình đẳng để đến sự vui vẻ, luôn thực hành tâm hỷ vô lượng, cho nên gọi là hành hỷ vô lượng. 4. Xả vô lượng, tỳ kheo đối với chúng sinh không phân biệt oán thân, luôn an trụ nơi bình đẳng, cho nên gọi là hạnh xả vô lượng. 4. Trí vô ngại, từ vô ngại trí, biện tài vô ngại trí, pháp vô ngại trí, nghĩa vô ngại trí. 1. Từ vô ngại, lấy tiếng nói là đối tượng nói, thông thạo các ngôn ngữ. 2. Biện tài vô ngại gồm có 4 biện, 7 biện tài trả lời các vấn nạn nhanh chóng, không chậm trễ. 3. Pháp vô ngại, đường danh văn cú thông hiểu tất cả giáo pháp. 4. Nghĩa vô ngại, lấy nghĩa làm đối tượng hiểu rõ tất cả thật nghĩa. 4. Tam ma địa tưởng, một tỳ kheo quán sát thân mình từ đầu đến chân, do những vật bất tịnh, tóc lông, răng, móng, da, thịt, gân, xương hợp thành. Ví dụ kho chứa lương thực, người vào kho phân biệt được đây là gạo, đây là lúa, do cất chứa nên gọi là kho. Tỳ kheo quán sát thân mình cũng như thế, do đó đoạn trừ tham dục. 2. Tỳ kheo quán sát thân xong, được khinh an trong định, là quan sát được định được vui này, không cũng không có tưởng. Ví dụ hoa sen mọc từ nước, nó không nghĩ ta mọc từ nước mát, tỳ kheo quán tưởng cũng thế, do đó được diệu lạc nơi khinh an thấy pháp. 3. Tỳ kheo ở trong định quan sát tướng ánh tướng sáng như mặt trời, không tối tâm liên tục không ngừng, ngày đêm sáng tối đều không sai khác, quán tướng sáng thanh tịnh không xen tạp. Ví dụ mùa thu mây đen che khuất, ánh sáng mặt trời không xuất hiện, người sáng mắt quán tưởng ánh sáng mặt trời thanh tịnh không xen tạp. Tỳ kheo quán sát cũng thế, do đó được trí sáng hiện tiền. 4. Tỳ kheo ở trong định quán sát đoạn trừ khổ vui mừng lo, chỉ có hai thứ xả niệm thanh tịnh. Ví dụ có người cởi xe đi trên đường bằng phẳng không chướng ngại, tỳ kheo quán tưởng cũng thế, do đó được trí tuệ thù thắng hiện tiền. 4. Niệm xứ, một thân niệm xứ, tỳ kheo quán thân bất tịnh, đầy dễ nhơ uế không chân thật. 2. Thọ niệm xứ, quan sát các thọ trong ngoài đều là khổ. 3. Tâm niệm xứ, quan sát tâm, tâm sở đều là vô thường. 4. Pháp niệm xứ, quan sát các pháp trong ngoài không có tướng ngã. 4. Chánh đoạn. 1. Siêng năng đoạn trừ hết các pháp ác đã sinh. 2. Siêng năng ngăn chặn không cho các pháp ác chưa sinh phát sinh. 3. Siêng năng làm phát khởi các pháp thiện chưa sinh. 4. Siêng năng làm tăng trưởng viên mãn các pháp thiện đã sinh. 4. Thần túc, dục cần tâm quán. 1. Dục thần túc, tỳ kheo bỏ vọng niệm về pháp nhiễm, luôn mong muốn pháp lành. 2. Cần thần túc, siêng năng tu hành pháp lành, chánh hạnh không thoái chuyển. 3. Tâm thần túc, bỏ tư duy tà vậy về các pháp, tâm phân biệt đúng. 4. Quán thần túc, dùng chánh trí quán sát nội thân không có ngã, quán sát ngoại cảnh không có pháp, đệ tệ của ngã pháp là không, chứng đạt nhị không. 5. Căn tính tấn niệm định tuệ căn, 5. Lực tính tấn niệm định tuệ lực.
Bạch Nhất Chi, Trạch Pháp, Tinh Tấn, Hỷ, Khinh An, Xả, Niệm, Định. 8. Thánh Đạo, Chánh Kiến, Chánh Tư Duy, Chánh Ngữ, Chánh Nghiệp, Chánh Mạng, Chánh Tinh Tấn, Chánh Niệm, Chánh Định. 1. Chánh Kiến, tin có sự bố thí cha mẹ, nghiệp thiện bất thiện, nghiệp sẽ có quả báo, có đời này đời sau, trong đó có chúng sinh có A La Hán tu hành đúng lý, dùng thông lực của mình tới các pháp, biết đời sống đã hết, phạm hạnh đã lập, những việc cần làm đã làm, không còn thọ sinh nữa. 2. Chánh tư duy, bỏ suy nghĩ sai lầm, suy nghĩ sai lầm là không chánh kiến, phát khởi tham sân si. 3. Chánh ngữ, bỏ nói dối, nói theo dệt, nói ác, nói hai lưỡi. 4. Chánh nghiệp, bỏ sát sân, trộm cướp, tà dâm. 5. Chánh mạng, đầy đủ pháp xuất gia, chân chánh và chánh kiến, mặc pháp phục, bỏ tà hành, tin chánh pháp. 6. Chánh tinh tấn, bỏ việc siêng năng sai lầm, siêng năng tu pháp chân thật. 7. Chánh niệm, bỏ tà niệm, luôn niệm chánh pháp, nhớ mãi không quên. 8. Chánh định, tâm tâm sở không tán loạn, không duyên dựa quyết định, chánh quán về chỉ quán. Nói xong, Đức Phật bảo các tỳ kheo: các ông nên biết pháp Như Lai giảng thuyết trước giữa sau đều thiện, nghe lấy sâu xa, thuần nhất không xuyên tạp, thanh tịnh viên mãn. Nghe Phật giảng, các tỳ kheo đều vui vẻ tinh thọ phụng hành. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.